Thì xem là cái thuật toán của mình liệu nó có vẽ cho chúng ta một cái đường thẳng giống như trong toán học không, đúng không? Thế là chúng ta sắp xếp các cái điểm ảnh rời rạc để nó tạo nên cái đường thẳng đấy. Thì chúng ta sẽ sửa đổi cái chương trình như thế nào?
Rồi cô thử hỏi một bạn xem là đã nghĩ ra được cái bài này chưa nhé. Phạm Thế Huy nào, số 22. Em chưa, Làm đâu rồi? em vừa nãy bị lỗi nên em đang làm cái mấy cái ví dụ cũ của Mấy ví dụ cũ đây đã chạy được chưa? em chạy rồi ạ. Đây, bây giờ nào làm cùng với cô cái phần này. Ở trong cái trường hợp này thì mình đang có ba cái hàm. Hàm thứ nhất là display, hàm thứ hai là init. Trong init thì mình lưu ý nhất là cái thằng glauto này, còn cái hàm main đúng không? Đấy thì bây giờ là mình sẽ viết một cái thủ tục present hàm đây. Bây giờ mình đang tìm cách là minh họa cài đặt cái thuật toán này vào trong cái chương trình của mình mà. Đấy thì đầu tiên là đọc cho cô cái tức là cô sẽ viết một cái chương trình con void, tên của nó là present hàm. Đấy nào, cái đối số bốn cái giá trị này thì mình sẽ khai báo như nào ạ em Huy? Nào đọc được cho cô nào. Huy đấy, thế Huy đấy, cô đang gọi em đấy. Em cô em không biết ạ. Từ cái này mà chuyển ra chứ có cái gì đâu. Đọc khẩn trương. Đừng có nói là không đọc được. Bây giờ đây là đang là mình đang có mã giả, bây giờ mình chuyển thành cài đặt chương trình thì mình cứ thế mình cài đặt thì có gì đâu. Nào bây giờ tên của cái chương trình con này đúng không? Đối số bây giờ là mình đang có bốn cái, bây giờ mình chuyển vào cài đặt chương trình là mình sẽ khai báo như thế nào? Đừng có nói là không làm được cái này thì có gì đâu. Nào tiếp. Bốn giá trị x1, y1, x2, y2. Khai báo là kiểu gì? Vy đọc khẩn trương. Em không biết thật cô ạ. Ồ thế thì em từ xưa nay em có lập trình đấy. Có lập trình bao giờ không đấy? Em bây giờ em cô tắt cái xe màn hình của cô ra. Và em chia sẻ ngay cái màn hình của cô hiện em hiện tại bây giờ cho cô kiểm tra. Vâng. Cô xem nào. Cô đây ạ. Đây, được rồi đúng không? Chạy được rồi đúng không? Thì nãy là em bị không cài được ấy, nên là em ban nay em đi hỏi các bạn xong em cài được không, vừa mới chạy được thì cô À vừa mới chạy được rồi cái gì? ạ. Vâng. Ừ, thế thì coi như là mình cũng đã hoàn thành được một nhiệm vụ. Để đến buổi sau ít nhất là mình còn có cái để mà mình cài đặt thì mình chạy ra. Bây giờ buổi hôm nay là còn 2 chiều, những buổi sau nó toàn là 3D. Bây giờ làm quen với câu lệnh của OpenGL, mình tập là với 2D trước. Rồi, thoát ra cho cô xem nào. Đấy, bây giờ là nào bây giờ theo em là bốn cái giá trị x1, y1, x2, y2 là kiểu gì? Kiểu dữ liệu gì? Go float. Int chứ. Present hàm là tọa độ, nó sử dụng cái lưới tọa độ nguyên mà. Có đúng không? Lưới tọa độ Vâng. nguyên thì tất cả các giá trị này của mình đều phải là số nguyên. Cho mình khai báo thằng này là số nguyên int y1 int x2 int y2. Cái này đúng không? Tiếp, đọc cho cô tiếp. Nào cái gì bên dưới? Ở đây mình có những khai báo gì đây? Khai báo giá trị nguyên y x. Ừ đấy, int t này, x này, y này, dx này, di này và d, đúng không? Đó. Vâng. Thì ở trong cái trường hợp này x y tức là năm cái giá trị này nó là cái giá trị trung gian để mình sử dụng trong cái thủ tục present hàm thôi. Cái x ban đầu ấy thì bạn nó sẽ bằng bao nhiêu? Có phải là x1 không? Cái này. X có phải bằng x1 không? Đấy. Đó. Y coi như điểm đầu tiên nó là y1. Dx là bằng bao nhiêu? Dx bằng x2 chứ x1. X1. DI thì sẽ bằng là x2 Y2 chứ x1. Y1. Nào, thế còn cái D đầu tiên. Cái D đầu tiên tức là cái DI đấy. Thế xong mình dựa trên nó mình tính DI cộng 1. Xong là tính DI cộng 2. Thì cái D đầu tiên của nó chính là D này đúng không? D đầu tiên sẽ bằng bao nhiêu? DX trừ 2 DI. Trừ đi 2 nhân với lại DI. Đúng không?
Đó, tiếp. Câu lệnh tiếp theo của mình là gì? Y. X nhỏ hơn, tức là x của chúng ta ban đầu là x1 đúng không? Mình sẽ dùng nó để chạy cho đến tận giá trị gì? X2, đúng không? Đó. Tiếp nào. Bây giờ là trong cái mã giả này của mình là mình dùng put pixel. Hiểu put pixel nghĩa là gì không hả Huy? Là cái tọa độ Mình sẽ vẽ điểm một điểm, điểm ảnh ảnh có tọa độ x, y và y và có màu color. Nhưng mà bây giờ trong OpenGL của mình là không có cái lệnh put pixel này. Thì cái lệnh nào của mình nó tương đương với cái lệnh này ở trong OpenGL? lệnh color của GL vertex này. GL vertex lúc nãy là mình làm cái ngôi sao ấy, mình xác định tọa độ của từng điểm ảnh còn gì nữa, đúng không? Bây giờ mình sẽ dùng cái lệnh là gì? GL vertex. GL vertex ở đây là mình xác định tọa độ của một đỉnh thông qua cái thằng GL vertex này, đúng không? Lúc nãy là mình vẽ cái, lúc nãy là các em nhớ là mình vẽ cái tọa độ ví dụ ngũ giác chẳng hạn đúng không? Thì có phải là em có GL vertex 3S, thằng này là XY này, thằng này là Y này, này là Z đúng không? Đấy thì bây giờ là mình đã tính được cái XY ở ở trong cái Boolean rồi thì mình sẽ có GL vertex. Thì dùng 2S thôi. Nào. Giá trị đối số bên trong của nó là tương ứng là gì đây? Chính là gì đây? X này. Và gì? x Có cái thứ thứ ba y 30. không? Ừ, bởi vì đây là cô chỉ chọn 2F thôi, 2F và có hai đối số và kiểu của nó. Ở đây các em có thể để là Y cũng được. Bởi vì là kiểu của mình toàn là số nguyên thôi. Đúng không? Đấy, tiếp. Để gì nào? Ít Đúng rồi. If này. Làm sao nữa? d lớn hơn không thì D lớn hơn không? Thì mình sẽ có công thức là D bằng bằng D d trừ hai thì ngay nhân với lại DI. Đúng không? Nào L nào. d bằng d cộng 2 dx. D bằng D cộng với lại 2 nhân với lại DX. Đúng không? Vâng. Trừ Trừ đi 2 d nhân với 2 lại dy. thế thôi. Và mình có thằng gì? Tăng Y lên. Đúng không? Đấy thì đấy là lệnh L. Xong còn cái gì nữa? Còn cái gì cuối cùng nữa? Tăng x lên, Ừ, tăng tăng Y lên. Thế là xong. Đó. Thế là bây giờ là mình vừa rồi là mình bổ sung thêm một cái thủ tục Brisenham vào trong cái chương trình của mình. Nhưng mà bây giờ mình còn phải bổ sung tiếp cái gì đây? Bản thân trong cái thằng display lúc nãy là nó vẽ cho mình một cái hình ngũ giác, à cái hình lục giác ấy đúng không? Đó, thì bây giờ là mình sẽ thấy này. Mình đâu không cần vẽ cái hình lục giác nữa. Mà mình sẽ gọi cái thuật toán gì? Brisenham đây. Đúng không? Thì hiện nay ở trong cái Brisenham của mình ấy, là mình đã định nghĩa được tọa độ của từng điểm ảnh rời rạc thông qua cái thằng GL vertex 2Y này. Nhưng mà để vẽ thành một cái điểm ảnh hiện lên trên màn hình thì mình phải gọi cái lệnh nào ra? Có dùng polygon được không? Mình phải gọi cái gì ra nhỉ? Cái lệnh để vẽ từng điểm ảnh là lệnh gì hả em? Nhớ không? em không ạ. Nhìn vào đây. Không cái gì. Nào, lệnh vẽ điểm ảnh ở trong cái những cái câu lệnh này thì là chính là lệnh nào? Lệnh nào để vẽ từng điểm ảnh rời rạc? Lệnh GL point GL points gì nữa. Đấy, bây giờ là mình nhiệm vụ của mình là mình phải vẽ từng điểm ảnh rời rạc và các điểm ảnh đấy kết hợp với nhau để tạo nên cái đường thẳng. Đúng không? Cho nên là mình phải dùng, không phải là dùng những cái thằng sau mà dùng point. Bổ sung vào đây. Đó. Và trong cái GL point thì mình tìm cái thằng gì? Mình gọi cái thằng Brisenham ra. Bởi vì khi mình gọi Brisenham thì thằng GL point ấy nó tìm đến cái chỗ nào mà cứ có GL vertex là nó sẽ vẽ một điểm ảnh lên trên đó, đúng không? Cho nên là bây giờ mình sẽ gọi cái chương trình con Brisenham vào đây. Đúng không? Nào bây giờ mình sẽ gọi một cái giá trị cụ thể của cái tọa độ x1, y1, x2, y2 vào trong cái chương trình này. Nào em chọn điểm nào để vẽ nào? Dự kiến của em là sẽ chọn cái tọa độ điểm đầu và điểm cuối là bao nhiêu để mình vẽ nào? một Đây là cho nó lớn lớn một chút em ạ. Cô cứ cho là 10, 10. Cái thằng sau ấy, cô cho là cứ cho là 150 và 120. Tức là đây là cái tọa độ điểm A, còn đây là tọa độ điểm B.
đúng không? Đấy, thế theo em ở đây là mình sẽ có tất cả bao nhiêu điểm để tạo nên cái đường thẳng? Nếu mà cô vẽ như này thì sẽ có khoảng bao nhiêu điểm? Có 4 điểm. Bao nhiêu? Có 2 điểm. Có bao nhiêu điểm ảnh rời rạc để tạo nên cái đường thẳng nối hai cái thằng này? Bao nhiêu điểm? Có 150 điểm. 150 trừ đi 10, 140 điểm chứ. Bởi vì điểm đầu của mình là 10 mà, đúng không? 150 trừ đi 10 là 140. Khoảng 140 điểm ảnh rời rạc. Đấy, và cái thằng Brisenham này, ở đây này, nó tìm cho mình tọa độ của 140 điểm ảnh. Đấy. Có tọa độ nguyên để tạo nên cái đường thẳng. Giống như trong toán học của mình, đúng không? Đó. Nào, thì bây giờ là nhìn xem là trong cái chương trình này cần phải thay đổi cái gì nữa không? Huy. Khi mà mình đã gọi cái miền của mình ấy là trong cái phạm vi từ 10, 10, 150, 120 thì mình cần phải sửa đổi như nào để cho nó hiện lên? Bây giờ mà chạy là nó chẳng ra cái gì đâu. Thử chạy mà xem này. Hiện nay là nó chưa chạy ra cái gì? Quên mất là nó, cô đóng vào rồi. Hiện nay chưa chạy ra cái gì? Nguyên nhân là đâu? Nào nhìn xong cái glow thô cần phải sửa như nào để cho nó hiện lên được cái đường thẳng của mình nào? 10. Bao nhiêu? 10. 10 á? Ừ, tức là em cho là, tức là mình rộng hơn một chút đi. Cô cho chị là left right này. Thằng này cứ cho là 200 đi. Đúng không? Thằng này cô cho là trừ 50. Thằng này cô cho là 200. Đúng không? Đấy. Tức là cô muốn là cái điểm này của mình thì nó phải nằm trọn vẹn trong cái khung nhìn của mình, đúng không? Đấy. Thì chạy thử xem nào. Nhìn thấy đường thẳng của mình chưa? Đúng không? Ở trong trường hợp này nhá, cái công lệnh em sử dụng là glow point. Đúng không? Bản thân cái thằng glow point là nó chỉ vẽ cho mình từng điểm ảnh rời rạc thôi. Và 140 điểm ảnh rời rạc đấy, khi mà các em nối lại với nhau thì các em thấy nó khá giống so với đường thẳng trong toán học. Đây là đây này. Nếu mà các em phóng to ra thì các em thấy thực ra là mình đang vẽ từng điểm ảnh rời rạc. Có nhìn thấy không? Và theo cái thuật toán Brisenham là nó tính cho mình tọa độ của từng cái điểm rời rạc này. Chúng ta nhìn thấy không? Đấy. Và khi mà chúng ta để một cái phạm vi nào đấy thì chúng ta thấy đây đúng là một cái đường thẳng. Có đúng không? Đấy. Cho nên là các em thấy là thực ra là trong cái đồ họa của mình ấy, thì tất cả các đối tượng đồ họa thì bản chất của nó là bao gồm từng điểm ảnh rời rạc kết hợp lại với nhau. Kể cả các em có nhìn thấy một hình bông hoa hay là một hình cô gái hay là một hình ngôi nhà thì sâu xa bên trong của nó là chỉ là các điểm ảnh rời rạc thôi. Bởi vì mình của mình là hiển thị raster mà. Đối tượng là cái điểm ảnh rời rạc để tạo nên cái đối tượng đấy. Có đúng không? Nào Huy hiểu chưa? Em hiểu rồi. Ừ, thế cả lớp làm đi xem nào. Có ai có vấn đề gì thì hỏi. Các em hiểu được cái cách mà chúng ta trình bày hôm hôm vừa rồi về cái thằng Vincentham này đúng không? Đúng không? Đấy. Thế cả lớp chúng ta cùng làm xem nào. Ai có vấn đề gì thì hỏi.
trong cái đấy là cái bài toán của mình này, là cái lời gọi của cô đấy, là cô thường đã gọi đảm bảo cho cái sự biến thiên của x nó lớn hơn y, thì cái thuật toán của chúng ta nó mới đúng, đúng không? Ở đây là cái sự biến thiên dx của ở chúng ta là 140, tức là mình lấy 150 trừ 10 là 140. Còn dy của chúng ta là 120 trừ đi 10 thì nó là 110. Cho nên là dx của chúng ta ấy sẽ lớn hơn dy. Cho nên là bản thân cái thuật toán này của chúng ta này là chúng ta đang áp dụng với cái hệ số góc ca đi từ 0 đến 1. Đúng không? Đấy. Nào thì bây giờ vẫn là cái thuật toán này. Thì người ta yêu cầu là mình vẽ làm sao mà cái đường thẳng của mình nó có độ dày là 10. Hiện nay thì nó đang là độ dày là 1 pixel, đúng không? Thì bây giờ là người ta yêu cầu là chúng ta hãy vẽ cái đường thẳng nó có cái thuộc tính nó có độ dày. Độ dày là 10. Đấy, thì trong trường hợp này mình sẽ bổ sung cái câu lệnh như thế nào? Có bạn nào có ý tưởng không? Trong trường hợp mà mình muốn vẽ cái đường thẳng nó có độ dày không phải là 1 pixel mà mình muốn là nó có độ dày là 5 pixel chẳng hạn, 5 hoặc 6 hoặc gì đó, đúng không? Đấy, thì trong trường hợp đấy mình sẽ bổ sung như thế nào? Đấy, ở đây đồ bài họ yêu cầu là độ dày là 10. Thế độ dày là 10 thì mình sẽ làm như nào? Có ai có ý tưởng không nào? X cộng bằng 10 và y cộng bằng 10 và y cộng bằng 10. Thế Tuấn Anh, theo em thì mình sẽ bổ sung câu lệnh như thế nào? Bổ sung vào đâu? Nếu mà mình ý tưởng của em là như vậy. Hay chỗ dòng 13 với 15 của 13 với 15. Tức là em cho là y bằng y cộng 10 và x bằng x cộng 10 đây á. Vâng. Chưa đúng. Nếu mà em làm như thế thì cái điểm ảnh của các em nó sẽ không được liên tục đâu. Ở đây làm như thế không được đâu. Đây này. Đây nhá. Thì ở đây là cô chỉ muốn nói là cái chưa đúng ở cái chỗ này này. Nếu như ở đây của em x này là đi từ 10 trên 150. Bình thường là cái điểm của mình là x của mình là 10, 11, 12, 13, 14 cho đến 150, đúng không? Nhưng bây giờ mỗi một lần em tăng lên 10 đơn vị thì cái điểm của em là 10, 20, 30. Tức là từ 10 đến 150 của em nó chỉ có 15 điểm thôi. Đúng không? Hình dung chưa? Y của mình cũng như thế. Thì nó sẽ không thể thành một cái đường thẳng liên tục liền nét đâu. Đúng không? Hiểu ý cô giải thích chưa? Đấy, mình trở lại theo cách khác. Và đây là cô chưa đóng cái cửa sổ chạy lần trước. Đấy, điểm của mình là x cộng 10 này, đúng không? Đây là mình đang thu nhỏ lại mà cứ mỗi lần 10 điểm nó mới vẽ được có một điểm, đúng không? Đấy, thì nó vẫn chưa đúng là độ dày. Ờ, tức là mình hình dung là như thế này này. Giả sử như bây giờ các em đang vẽ một cái đường thẳng mà thay vì là các em cứ cho là màu này, chọn màu này cho nó đỡ. Đây này, đây là đường thẳng cứ cho độ dày là 1 đi. Còn cái đường thẳng mà nó có độ dày là 1 đấy thì nó là như thế này này. Thế này. Đấy, thì đây là đường thẳng có độ dày là 1. Thì bây giờ là người ta muốn là mình vẽ cái đường thẳng nó có thuộc tính như thế này này. Đấy, kể cả trong pen các em nhìn thấy, các em cũng thấy minh họa rõ là người ta cũng có cái minh họa như vậy. Đúng không? Ừ, thế em, theo em là sẽ bổ sung như nào? X chia cho 10 á. X chia cho 10 thì nó lại là, nếu như em nói ấy, thì nó lại giống như là 15 điểm, nó lại vẽ 5 điểm rồi. Đây này, nếu mà em mà làm như thế thì nó giống như là 10 điểm đấy nhá. Đấy, xong 10 điểm nhá, xong lại 10 điểm. Thì cái này người ta lại gọi là nét đứt chứ người ta không gọi là độ dày. Bây giờ mình muốn cái đường của mình nó phải liền nét như thế này. Liền nét như thế này. Đó, mà nó không phải là đường một nét đây. Kể cả trong chính cái đồ họa pen các em cũng thấy minh họa rất rõ. Là người ta thể hiện là một cái đường thẳng nó có nhiều độ dày khác nhau. Đấy,
đâu, chỗ nào? Thế thằng nào giữ nguyên, thằng nào thay đổi? X này thì giữ nguyên, còn Y thì làm sao? Không, thế thì cũng chưa đúng. Bạn nào mà tìm ra được chính xác cái chỗ mà mình cần thay đổi thì là mới đúng. Nếu mà các em cứ tập trung vào cái X với Y này thì sẽ không chuẩn đâu. Bởi vì cái X với Y này này, nó đảm bảo cho mình được cái việc là gì? Cái đường của mình nó liền nét như thế này. Bởi vì cứ sau mỗi bước là cái mình lại vẽ một cái điểm ảnh ngay bên cạnh, đúng không? Chứ còn nếu mà các em cứ nói là sau 10 lần thì tôi mới thay đổi Y ấy, thì nó có thể nó không đảm bảo được cái sự liền nét nữa. Mà nó lại bị tình trạng như là cứ chấm 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 như thế này này. Đấy, cái kiểu kiểu như thế. Đấy. Nếu mà các em tập trung vào cái việc thay đổi giá trị x và y ở cái dòng 13 và 15 này thì chưa đúng. Mình sẽ tập trung vào cái chỗ phần lệnh, câu lệnh khác. Đây, ví dụ nha, bây giờ nếu mà các em vẽ một cái đường thẳng như này, bây giờ mình lại vẽ một cái đường thẳng sát vào cái thằng này, đúng không? Ví dụ như này, đúng không? Đấy, mình vẽ một cái đường thẳng thứ hai. Đấy. Thế xong rồi mình lại vẽ một cái đường thẳng thứ ba ở đây. Thì liệu nó có làm cho cái đường thẳng của mình nó dày lên không? Vẽ một cái đường thẳng thứ ba ở đây nữa. Thế thì mình thay đổi cái gì? Thay đổi D. Không phải D. Ở đây mình có tưởng là mình chỉ cần thay đổi cái điểm đầu mút, điểm đây là cứ cho là điểm A đi. Mình cứ cho thằng này điểm A đi. Đây. Đây là điểm A đúng không? Đấy, còn đây là điểm B. Đúng không? Đấy, thì bây giờ là trong trường hợp AB mình sẽ bổ sung thêm một cái thằng A1. Lại có một cái đường thẳng thứ hai là A1 B2. B1 ở đây. Thêm một đường thẳng thứ ba là A2 xong rồi đến B2. Đúng không? Và mình vẽ tất cả là bao nhiêu điểm? 10 điểm. Mình chỉ cần thay đổi cái tọa độ đầu mút của nó thôi. Có đúng không? Thì ở đây là cái ý tưởng của cô là như này nhé. Là khi mà chúng ta làm cái điểm này thì mỗi một lần chúng ta vẽ một cái điểm ở đây thì chúng ta lại vẽ một cái điểm trên và điểm dưới. Đúng không? Tức là đây là mình mới vẽ được có một điểm, cho nên là cái độ dày của mình nó mới là một. Nhưng mà nếu mình vẽ một điểm xong mình lại vẽ thêm một điểm trên và điểm dưới thì cái trường hợp này cái độ dày của mình nó là 3 rồi, 3 pixel rồi. Còn nếu mà mình vẽ thêm một cái điểm trên nữa thì độ dày của mình đã là 5 rồi. Đúng không? Do là có một cái thằng GL vertex cho nên là mình vẽ là độ dày 1 pixel. Còn nếu mà mình là gì? Vẽ một điểm xong mình lại vẽ gì? 9 cái điểm xung quanh nó nữa thì mình sẽ có được một cái đường thẳng có độ dày là gì? 10 pixel. Các em hình dung không? Đấy, thế vậy thì mình sẽ bổ sung vào đâu? Mà nếu mà trong trường hợp mình dùng một vòng for, đấy. Mà trong trường hợp này nếu như cái đường của chúng ta, cái hệ số góc K đi từ 0 đến 1 nó thoải như này này, là mình sẽ chỉ cần vẽ một điểm trên điểm dưới. Điểm trên điểm dưới là mình thay đổi cái gì các em nhỉ? Thay đổi Y đúng không? Thay đổi Y, X của mình là giữ nguyên đấy, thay đổi Y. Cho nên là for ở đây là bao nhiêu? Chúng ta sẽ có được là for đúng không? Ở đây, chúng ta đi, cô thì cô sẽ viết là đi từ trừ 5 cho đến 5. Cái lý do là cô chọn trừ 5 là cô muốn là có 5 điểm bên trên và 5 điểm ở dưới để cho cái đường thẳng của mình nó không bị lệch lên bên trên hoặc lệch xuống bên dưới, đúng không? Tức là mình chia đều cái độ dày ra hai bên để cho cái đường chính của mình nó ở giữa. Đó, ở đây mình sẽ cho là y nó sẽ nhỏ hơn 5, đúng không các em? Đây mình sẽ là y cộng cộng, đúng chưa? Đó. Thế thôi. Bổ sung thêm cái thằng này. À, và cái thằng này mình sẽ phải là gì? Y và gì? Cộng với y nữa. Có đúng không? Đấy. Tức là bây giờ bình thường mình vẽ có một điểm thôi mà bây giờ một lần độ dày một pixel đấy thì bây giờ mình sẽ vẽ khoảng tầm gì? 9 cái điểm. Đúng không? 5 điểm bên trên và 5 điểm bên dưới thì có phải là mình thành là 10 không? Đó. Bây giờ là thử chạy thử xem nào. Mình có đạt được cái mục đích của mình không đã? Nhìn thấy chưa? Vậy thì nói tóm lại là giờ sau khi mà mình vẽ được cái vòng, các em bổ sung thêm một cái vòng for vào chúng ta có ấy, là chúng ta đã có được một cái đường thẳng có độ dày là 10 pixel rồi. Đúng không? Độ dày là 10 pixel.
đặc điểm, kể cả các em xem, kể cả trong đồ họa của Pen thế, người ta hoàn toàn người ta thể hiện được cái độ dày của cái đối tượng đồ họa của mình, đúng không? Thì ở trong cái trường hợp này của mình cũng làm được như vậy. Ở đây người ta có được khoảng tầm 4 cái lựa chọn, thì mình ở đây mình có thể có được nhiều lựa chọn trong cái việc mình vẽ cái đối tượng đồ họa của mình, có đúng không? Đó, thì đấy là cái bài liên quan đến cái thuật toán Riesenham của mình. Rồi, chúng ta có bạn nào cần hỏi gì không? Bài tập về nhà, ở đây là chúng ta về nhà, các em làm thêm một cái phần nữa nhé. Là chúng ta làm cái câu nét đích là 10-10. Tức là cô muốn các em về nhà chúng ta phát triển lên làm sao cho tôi cứ vẽ 10 điểm thì nó lại dừng lại. Đấy. Ví dụ như là cô muốn là các em vẽ là gì? Có cái độ dày nét đích như thế này. Đấy. Chúng ta vẽ 10 điểm, chúng ta lại dừng lại 10 điểm. Tức là đường thẳng nó không những có độ dày mà nó còn có cái nét đích như thế này. Đấy. Thì các em sẽ phải bổ sung cái thuật toán của mình như thế nào. Để tôi cứ vẽ 10 điểm thì tôi lại dừng lại 10 điểm. Đúng không? Đó. Thì về nhà các em làm cái phần đấy nhé. Rồi cái buổi hôm nay của chúng ta thì chắc là dừng ở đây thôi. Làm quen với lại cái OpenGL một chút, đúng không? Đấy. Thì về cơ bản là các em thấy là nó cũng giống giống với C thôi. Đúng không? Có một số câu lệnh mà mình cần lưu ý để làm sao mình có được cái đối tượng đồ họa cho phù hợp. Đấy. Rồi. Ôi. Nếu mà bạn nào mà không chạy được cái vòng for thì các em chuyển nó thành while đi. Bởi vì là cô không hiểu là một số máy của các bạn làm sao mà cái vòng for nó bị lỗi ấy. Mình chuyển thành while thì nó lại chạy được bình thường. Ừ. Nên là ví dụ mình chuyển nó thành while ở đây này. Chuyển tức là mình không dùng for nữa mà mình dùng while. Cô không hiểu vì sao là một số máy nó bị như thế. Còn máy của cô từ xưa đến nay là chạy là vẫn bình thường. Không rõ là vì sao. Hoặc là các bạn thử của cô để là CPP. Cô để là CPP thường là cô để CPP cũng được, không nhất thiết là phải là chấm C đâu. CPP cũng được. Thử xem nhá. Rồi. Có ai hỏi gì không nhỉ? Nào cả lớp có bạn nào còn chưa chạy được kết nối OpenGL với DevC không? Hình như chạy được hết rồi. Đây là một số bạn này. Thế như các bạn nào mà chưa kết nối được là về nhà khẩn trương kết nối nhé. Cái buổi sau mà làm với 3D. Rồi lúc là kiểm tra chúng ta có một bài kiểm tra về chương trình đấy. Có một cái bài đầu điểm quá trình là về chương trình. Nên là chúng ta phải cố gắng nắm cho rõ được về cái chương trình ở đây. Rồi chúng ta nghỉ thôi các em nhé. Chào cả lớp. Chào cô. Chào.